Hello, hello. Xin chào mọi người. Hôm nay thầy, tất nhiên là hôm nay là ngày Giáng sinh. Tất nhiên thầy sẽ dạy một số từ hoặc là câu liên quan tới Giáng sinh. Giáng sinh tiếng quản, tiếng hàm câm nói như thế nào? Sinh tàn dị. Sinh tàn Ok. Mà hôm qua thầm nhật là ngày nào? Là đêm đo em à? Đêm đo em tiếng quản. Hàm câm nói là thành an dễ. Thành an dễ

rồi, bài này xong rồi Hy vọng mọi người sinh đàn chi phai lọc Và ngày mai Chả lấy mặt dật à, Bố sinh cũng phải là à, thầy quen nói Chả lấy mặt dật là bố sinh là ngày Lấy tách ra món quả Cái tức là chả lấy mặt dật à, Tách là chả mà giống như em có Em mua hàng shopee xong rồi em cái đó là em em mở ra cái đó cũng là cũng gọi là chặt em mở ra cái đóng gói cái đó cũng là chặt rồi 拜拜，圣诞节快乐。